Mình xin tự giới thiệu, đây là người yêu cũ của mình cách đây 3 năm em nhá. Anh à, con nào nhắn tin đây? Anh Dũng mà đến nơi chưa? Em đang ngồi quán cà phê mình hay ngồi nhé. Anh đến nhanh nhé, em nhớ anh nhiều. Hôm nay đi làm không? Đi làm. Bỏ thông tin nhắn ra. Này, nhìn thấy chưa? Nói nhắn gì đây? Hả? Đó, hình như nó mới chia tay người yêu sao ấy. Thì sao? Thì nó muốn gặp anh nói chuyện tâm sự. Ừ, uống nước xong đi chơi luôn. Xong đi ngủ với nhau luôn. Chia tay đi, mà em không bao giờ muốn quen một con người mẹ. Suốt ngày lằng nhằng như anh hết lần này lần khác. Hoàng Dũng chào cả anh em, chúc em một ngày mới vui vẻ. Thì anh em ơi, thì dạo ở đây thì có rất nhiều anh em phản hồi cho mình ấy. Thì nhắn tin cho mình rồi bảo là anh ơi dạo này ra video chán thế các kiểu. Thì cái nhất thì hôm nay Dũng làm video này thì Dũng xin lỗi tất cả mọi người. Thì mình cũng xem lại video của mình rất nhiều đấy. Thì mình cũng cảm giác là không được hay nên là mình đã cải thiện lại mọi người nhá. Thì ok, hôm nay là cái video đầu tiên. Thì mình cũng mong là các bạn là ủng hộ mình bằng cách là like, share, đăng ký kênh và mọi người nhớ ra bình luận thật nhiều ở bên dưới nhá. Và góp nhiều ý tưởng cho mình để mình phát triển kênh của mình nhá. Thì ok mọi người, thì hôm nay cái video ngày hôm nay mình gửi tới tất cả mọi người ấy, một cái video thề luôn các bạn ạ. Mình thề luôn, hôm nay mình sẽ phải cho ông Linh lổ đâu đó mắt. Đấy. Thì nội dung như thế này, hôm nay mình sẽ chia sẻ và gửi tới tất cả anh em cái nội dung ngày hôm nay mình sẽ cho ông Linh. Đấy. Ok anh em, thì đây mình xin tự giới thiệu, đây là người yêu cũ của mình cách đây 3 năm em nhá. Ăn đù, được của nó đấy. Đấy, anh em hiểu không? Cái ngày mà mình còn non ấy, cái ngày mà mình vẫn còn chưa gì ấy anh em. Đấy, đây là người yêu cũ của mình nhá. Đấy, thì hôm qua tự nhiên mình lại vào trong Facebook của mình nụp được cái ảnh này, cái ảnh mà mình để riêng tư anh em. Đấy, thì hôm nay mình lôi ra và mình nghĩ ra một ý tưởng để chôn em Linh. Đấy, nói qua anh em này là hôm nay mình sẽ lên trên nhà em Linh. Đấy, và gọi em Linh ra nói chuyện. Đấy, và mình sẽ để trở về để quên điện thoại ở chỗ ở trên nhà em Linh và mình đi làm đấy. Và cố tình để cho ông Linh nhìn thấy cái ảnh đại diện hình nền mới. Và mình sẽ gửi một cái tin nhắn với cái nội dung là như thế này anh em. Đấy, lên nội dung em nhá. Đấy, đi cà phê các kiểu đấy. Rồi là em nhớ anh nhiều lắm. Để xem phản ứng của ông Linh như nào anh em nhá. Mình thề luôn, video này hôm nay em Linh phải khóc. Bởi vì lâu lắm rồi mình chưa chôn ai mà đến cái mức mà phải khóc em nhá. Thì ok, bây giờ anh em nhớ chờ đón hết video mình nhá. Ra đây ôm cái đỡ lại. Điền. Đây. Sao mềm thế? Hả? Mềm mềm thế. Ngồi đi ngồi đây. Thơm không? Mới thay nước hoa mới thơm. Anh không đi làm. Hả? Anh không đi làm. Đang chuẩn bị đi đây. Lạnh ơi là lạnh khiếp, mấy hôm nay mưa lạnh lắm. Đang dùng chăn ạ? À? Thảo nào gọi không ra. Em ngủ. Cái loại chỉ ăn mới ngủ thôi. Có thể ở nhà không làm gì là hiệu quả đấy. Béo như con chó. Béo như con chó. Điều. Em có 50 cân. What? 52 cân. Điều, 50 cân. Mày mưa này đi làm gì? Thì đi làm thì chả phải đi sao? Thầy muốn bảo không làm thì lấy ấy mà ăn. Thế đi làm đi. Hả? Thế đây chơi tí không đi làm? Không, lên đây có việc. Việc gì? Việc, có việc quan trọng muốn nói với em. Quan trọng gì? Cho anh vay 2 lít. Cho anh vay 2 lít. Vay 200 làm gì? Đồ xăng. Đồ xăng làm gì? Hả? Đồ xăng xe. Ừ. Thế đến xăng. Lấy đi nha, hôm nay không tiền, tè luôn. Thế lên đây chỉ để vay tiền à? Thì không có tiền trả vay, thì bây giờ cho vay không phải đi luôn này. Cho. Thiếp đổ xăng gì mà lên 200 nghìn. Thế bây giờ có cho không? Thiếp bình thường xe đổ 50 nghìn thôi. Nhưng mà anh còn đi không ấy nữa. Đi đâu? Lục tiền quỹ. Quỹ gì? Hả? Quỹ gì? Ủng hộ cái gì? Không biết được. Thì điền. Ấy. Ý. Ấy. Ấy là cái gì? Nhanh đi. Ừ vậy. Cho vay 2 lít nhá.
Lấy tiền mới mới ấy, không lấy tiền cũ đâu. Hai lít đủ đây. Đau bụng quá. Đây 4 giờ 5 chục thôi, chưa đủ 2 lít. Mày bị điên à? Rồi, cảm ơn nhé. Đây, để cái đi chia. Hay, cho thơm lại. Không. Thế. Quay lại đấy nhỉ. Ở nhà nhá. Bye bye. Nhà đây, tối rồi. Đã đi rồi. Đi kiểu gì, vội vội vàng vàng gì đó. Khiếp. Có điện thoại mà cũng quên thì đi làm cái kiểu gì. May cái kiểu gì nhìn người không thì quên mất. Thôi để đây. Tẹo nữa quay lại lấy ai mà cầm được. Hay là ông ấy đi quên, ông ấy nhắn tin máy. Ai à, con nào nhắn tin đây? Anh Dũng mà đến nơi chưa? Em đang ngồi quán cà phê, mình hay ngồi nhé. Anh đến nhanh nhé, em nhớ anh nhiều. Toàn Dũng. Mẹ lại còn thay ảnh đại diện nữa, cô vãi trưởng. Hay là mẹ lại đi hẹn hò với con này rồi. Người yêu cũ nhắn tin chứ. Ôi vãi. Mẹ tí về đây tao giã cho. Mẹ tí về đây tao giã cho. Mày không hớt được bao con trai. Tao cứ để đây đã, đợi về. Cứ thể nào chả quay về lấy điện thoại. Cứ vào đây đi. Quên thoại. Về đéo gì. đi lửa được nên sao túi mới nhớ quên thoại. Ngồi xuống. Cái gì? Ngồi xuống em nói chuyện nhanh. Ngồi xuống hả nói. Anh đang bận đi làm. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Khách đang đợi rồi. Anh đừng có nói điêu em nhé. Ngồi xuống. Sao em bị ngồi sao xuống. Phải rửa trứng ạ. Hôm nay anh đi đâu? Hả? Hôm nay đi làm không? Đi làm. Em hiểu sao đây? Anh đừng có nói điêu nhá. Ai nói điêu? Anh gọi điện thoại ra. Đi làm gì hả? Đi làm gì hả? Thì chả đi làm hôm nào anh chả đi làm thì mình điên à? Bỏ trong tin nhắn ra đọc trong tin nhắn đi. Nhanh lên. Tin nhắn nào? Thì anh không mở ra sao mà anh biết được? Cái gì đấy? Cái gì mà hẹn nhau ra cà phê là như nào? Hả? Nhớ cũ hẹn đi. Điên, nó nhắn nhầm đi. Thôi đi anh ơi, chẳng có từ nhắn nhầm đâu nhá. Em nhớ anh lắm mà kêu nhầm cái đéo gì. Người yêu cũ mà lại nhắn nhầm à? Hả? Vì người yêu cũ đồng hoàng lại còn thay ảnh đại diện nữa. Nhớ mất lỗi nhắn cho người yêu nó sao? Thế anh thay ảnh đại diện làm gì? Hả? Bỏ thông tin nhắn ra này, nhìn thấy chưa? Nói nhắn cái gì đây? Hả? Địt mẹ mày được vãi lồn em ơi. Không phải anh, nói nhắn nhầm người khác. Thế anh thay ảnh đại diện làm gì? Hả? Thì... Anh thay ảnh đại diện làm gì? Thì hôm nay, tối hôm qua tự nhiên anh... Anh nhớ tới nó. Không phải nhớ tới nó. Thôi. Mà tối hôm qua tự nhiên anh nằm mơ, xong rồi tự nhiên gặp nó, xong tự nhiên sáng lên anh tự nhiên anh đổi cái màn hình, anh không hiểu luôn. Anh tự đổi? Không hiểu là tự nhiên cái điện thoại nó tự đổi màn hình. Thôi đi, thế bây giờ em thả thứ như này tự nhiên nó rơi được. Điên à? Hả? Thôi bỏ lại để em thả. Em thì dở hơi à? Nhưng mà anh không liên quan gì nó mà âm à? Thế này anh bảo tự đổi đây em tự rơi này, đấy. Anh nói thật mà. Anh giải thích cho em về cái này đi. Hả? Anh có nói thật không? Anh có khai thật là anh đi đâu không? Anh đã bảo đi làm. Thôi tất nhất từ sau đừng liên lạc với nhau nữa. Em bị làm sao đấy nhỉ? Thì anh có nói thật đâu. Thế anh bây giờ anh có khai thật không?
Bây giờ anh biết khai thật cái gì, bao nhiêu cái thứ như thế anh khai thật cái gì? Tôi biết mình chết. Em bị làm sao đấy hả? Lần nào cũng thế. Bỏ ra. Ngồi đây nào. Bỏ ra. Thì ngồi đây. Ngồi làm gì anh có nói đâu. Thì bây giờ nói à. Thì hôm nay đứa yêu cũ ấy, đứa đấy đó, anh yêu nó cách đây 3 năm rồi. Thì nó hình như nó mới chia tay người yêu sao ấy. Thì sao? Thì nó muốn gặp anh nói chuyện tâm sự thế thôi. Tâm sự gì hả? Chả cần. Bây giờ có gì đâu, bây giờ chỉ đi gặp uống nước ngồi nói chuyện với nó thôi, có sao đâu mà. Ừ, uống nước xong đi chơi luôn, xong đi ngủ với nhau luôn. Em bị làm sao nhỉ? Ờ, nó ly kỳ vãi lồn thề. Thật là à? Bây giờ ai tin? Em phải tin anh, em yêu anh, em phải tin anh ấy. Nhắn tin như thế này em không chấp nhận được. Sao không chấp nhận được? Có nghĩa là nó đang buồn được chưa? Nó cần anh gọi là đến an ủi động viên, em hiểu không? Ngứa đít. Ngứa đít. Em không thích. Nhưng mà cũng không mất gì đâu. Ừ, không mất gì, bọn anh thì có mất cái gì đâu. Nó buồn thì anh muốn tâm sự với nó thôi, chứ không có gì cả, em hiểu không? Hai đứa bọn anh rất chi là trong sáng, em hiểu không? Tin chứ, tin tên nếu là được. Trong sáng, trong tối ai biết hả? Thôi, tốt nhất là như thế này nhá. Chia tay đi, mà em không bao giờ muốn quen một con người mẹ. Suốt ngày lằng nhằng như anh hết lần này lần khác. Hai Linh ơi, Linh, Linh à, tôi chết bỏ mẹ rồi. Anh em ơi, quả này toan thật sự rồi ấy. Đéo gọi luôn, khóa cửa luôn đi ạ. Linh ơi, Linh, Linh, thôi anh van xin quỳ lạy em mở cửa ra. Mình phải kết thúc video này anh em. Không bây giờ mà tí nó cầm mình bảo đao này nó băm mình khả năng chết anh em. Nếu anh em thấy hay nhớ like, share, đăng ký kênh của mình nhá. Và anh em nhớ phải comment thật nhiều vào để mình lấy tương tác em nhá. Và cho mình một lượt đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhá. Chào cả anh em. Bây giờ mình khả năng mình phải vào quỳ lạy nó để nó mở cửa anh em nhá. Bye bye.